bạn bè của mình đang không biết cách tải video từ YouTube xuống về hôm nay mình sẽ chỉ trực tiếp. Thì hẳn cho bạn mọi người với các bạn bè của mình sẽ cách tải như nào nhé. Cách tải cũng rất đơn giản thôi. Để dành cho những người mới bắt đầu chưa biết đường tải như nào. Bạn chọn bạn tải video mình muốn về, ví dụ như bọn mình muốn tải cái graphic hiện tại và đang mình muốn tải cái này xuống này. Chúng ta hiện lên video này xuống thì chúng ta đã copy đường link này, sau đi vào chúng ta paste vào cái đường link save from the net của bạn vào ô search thì save from the net của bạn vào cái này. Đấy, bạn vào trong lớp này để cho bạn chọn nó, bạn chọn save from the net là nó sẽ tải xuống lên và chỉ bấm vào là được thôi. Để vậy thì chúng mình đóng một số tập vụ không cần thiết để tránh thấy như vậy. Đóng một số tác không cần thiết. Bây giờ mình đóng một cái. Đấy. Sau khi bạn chọn video mới rồi, bạn ở giá page video của bạn vào đây bấm nút tải về. Đấy, đến đây bạn bấm tải về. Thông thường thì khi bạn bấm này nó sẽ hiện ra một cái màn hình tab thì bạn sẽ cần phải sẽ có nút 3 chấm nhưng mà ấn nút tải xuống là được. Nhưng của mình đấy thấy chưa tải chưa thấy được rồi, mình làm thêm một cái nữa để ví dụ mình tải cái này xuống này thì ra copy đường link này vào trang web save from the net là ra paste video vào đây rồi ta tải về. Nếu như mà thông thường thì ta paste link sẽ tự động nó xử lý luôn, mình không cần bấm nút này nữa. Nhưng nếu như nó không thấy ta mà bấm hàng ấn sau đó là tôi sẽ chọn tải về đây, đấy là cũng tự thôi. Đấy, đấy nó đang tải xuống lại đây. Như vậy là đây là cách thì chúng ta có thể tải video khi thực hiện trên điện thoại cũng tương tự như vậy, chứ không có khác nhau gì cả. Nguồn trên điện thoại để có thể copy được đấy được đường link các bạn và app YouTube, xong là chọn video mình muốn bấm chia sẻ, nó sẽ bấm nút sao chép đường link hết rồi sau đó bạn vào thì được làm tương tự giống như thao tác người ta làm. Đây là cách để có thể tải được video. Đúng. Cái việc mà các bạn tải video trên TikTok hay trên Facebook thì bạn cũng tương tự như bạn tải trên website tải được hết được video trên website tải được hết. Nếu trong nhiều các bạn báo nó báo lỗi là fail của bạn làm lại mấy lần, hay nếu tôi báo là đường link tả xuống không tìm thấy, bạn copy lại một lần nữa paste cho đến khi nào nó hiển thị là coi là được. Như vậy là đấy là cách thì chúng ta có thể tải được cái video từ trên các YouTube hay Facebook nghe xuống. Vì hiện nay bây giờ nó Google đã tắt tính năng lượng tải xuống đây rồi, chúng ta Google không có đâu bạn. Cốc cốc thì để mở đỡ mất công vào ấy, mình sẽ dùng cách này là nhanh rồi đó. Và mình cân nhắc lần nữa là việc làm trên điện thoại cũng tương tự thôi. Để video mình muốn làm cho bạn biết, với cả cho cái bạn bè của mình là đang không biết cách tải video từ YouTube xuống về việc gì thì để video mình chỉ cách làm đơn giản cho các bạn đang subscribe của mình nữa.